Xin chào tất cả các anh chị, đây là Bibi Dao. Sau khi chạy bộ về đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Con đang nằm thở, con rất là mệt. Khi mà con vừa chạy, con vừa cắn dây ngủ sắt để con kéo. Con đang lim dim, con muốn ngủ. Đây, hôm nay người con dài như một con thằng lằn. Đó, đó. Các anh chị thấy chưa? Thấy con như con thằng lằn chưa? Đó. Rồi đây, hai mấy anh chị đi con. Đó, ngứa. Bây giờ Bi nằm chơi một xíu, đợi Mami làm việc xong, Mami tắm cho con rồi đi ngủ nha. Bây giờ là 9 giờ tối rồi. Nhưng mà Bi mà không tắm là Bi sẽ không ngủ được đó. Các anh chị đã thấy Bi dễ thương không? Hôm nay mặt Bi dài kép luôn nè. Nhìn mắt nó nè. Con ăn cái gì vậy? Đây đây Mami coi coi, xè đây ra. Xè đây ra. Đó đó đó, coi nè. Coi cái răng nó cắn tôi nè mấy bạn. Đau. Mấy bạn coi cái răng đó nè. Rồi. Không cho. Con uống sữa chua không? Uống sữa chua không? Bị đã ăn hết một cái chân gà, xương gà. Đó, Bi nhai nát bấy luôn. Giờ Bi rất là mệt, Bi đi ngủ nha. Bi chúc mấy anh chị ngủ ngon nha.